mọi người ơi, bây giờ cảm xúc rất là chờ đợi và hy vọng, là hai cái cảm xúc lớn nhất là chờ đợi tới giờ phát hành. Cái hy vọng lớn nhất là mọi sự sẽ suôn sẻ và khán giả sẽ đón nhận thật là nhiệt tình và tích cực nhất. Đó là hai cái mong muốn lớn nhất của Lộ bây giờ. Không có mong muốn gì hơn. Cảm xúc của mọi người sao nè? Em Nhã rất Duy là hồi hộp không? Hồi hộp, vui mà hồi hộp. Không biết là hôm nay mọi người đến đây có đông hay là không? Chắc có lẽ là đông. Rất là em nói thiệt với mọi người là em chưa coi cái bản full của đôi MV luôn. Em không dám coi. Cho nên là bữa nay mới là cái lần đầu tiên em được coi nè. Nó không biết làm, nó biết lên hình mình sao ha. Chắc khô hơn á. Chắc khô hơn gì. Bả buồn 3 năm đó. Bạn đây là Bảo Bảo với chị Dạ Thảo nè. Hello mọi người. Hai người hôm nay cảm giác như thế nào? Nói đi em. Thật sự mà nói thì hôm nay thì Bảo Bảo á cảm giác rất là vui. Rất là hạnh phúc, vui và hạnh phúc. Vì đây là cái MV đầu tay của đoàn Sài Gòn Tân Thời và tụ tập quy tụ rất đủ tất cả các nhân viên ở trong đoàn hết. Mong rằng khán giả sẽ đón nhận và yêu thương đoàn nhiều hơn để đoàn của chúng em có nhiều cái cơ hội để đem đến cho quý vị nhiều cái MV hay mới lạ để phục vụ cho tất cả quý vị bà con cô bác ở trong nước cũng như là ở ngoài nước. Ở Bảo có thể giới thiệu cái giai trong đó không? Giai đẹp hay giai xấu? Giai nào thì mọi người ơi, bà Bảo trong MV thì là giai giống như là kiểu rapper đi giao hàng á mọi người. Nam hay nữ? Bà Bảo là con trai, trai giống như tại vì rất là dễ thương, tức là đời sống hàng ngày của từng cá nhân ở trong đoàn sao thì sẽ quay cho quý vị cùng xem. Ngày thế nào Bảo Bảo đóng cho con trai mà. Bà Bảo đóng cho con trai đúng không? Bảo Bảo là rapper, còn Thảo thì quá trang thành một cô gái Tây rất là dễ thương và cùng với chị được cùng với chị Quyền để mời khán giả cùng đón xem nha. Mọi người đón chờ đi nữa nha. Rồi đây là chị Marita này các bạn. Chào tất cả mọi người. Hôm nay thì rất là vui và rất hồi hộp để chào đón MV đầu tay của đoàn Sài Gòn Tân Thời. Mình cũng thấy là đoàn đang chuẩn bị một buổi họp báo rất là long trọng. Thì rất là mong là sau khi mà MV ra mắt trên kênh YouTube của đoàn Sài Gòn Tân Thời thì mọi người nhớ đăng ký và cài view cho chúng em nha. Mọi người ủng hộ nha. Đây chị Marita mình biến cái gia vị trong đó đi. Thì vẫn là Mai Thiên Tai thôi, nhưng mà được may mắn là Mai Thiên Tai là người hát đầu tiên đó, mà người hát có hát đầu tiên của MV thì và đặc biệt là xuyên suốt MV thì sẽ có tất cả những thành viên của đoàn xuất hiện với những hình ảnh, với những đặc tả diễn viên nhân vật rất là ấn tượng cho mọi người nhớ ủng hộ nha. Nói chung cảm giác của em nghĩ là cảm giác chung của tất cả các thành viên trong đoàn luôn. Và cảm giác rất là vỡ hòa, rất là vui, rất là háo hức khi mà chờ đợi ra mắt MV của đoàn. Nghĩ gửi đến tất cả các quý vị khán giả yêu mến đoàn Yêu Tôi Sài Gòn Tân Thời từ trước đến giờ. Trong MV đó em đóng nhiều cảnh không? Em đóng một phân đoạn cuối chung như tất cả các thành viên trong đoàn luôn. Mà cũng may mắn em được vào giữa. Cũng đỡ. Nó chơi vui vậy thôi, nhưng nói chung là tất trong MV đó tất cả mọi người đều góp mặt trong MV hết. Nhưng mà hình như là nhóm bè góp mặt nhiều nhất. Nhóm bè á chơi em hát được nói cho vui thôi. Để em hát câu nào? Em hát câu qua từng số lô tô của đoàn chúng em đây gửi đến quý vị khán giả yêu mến môn nghệ thuật trò dân gian kêu số rao lô tô mong góp chút sức mình để mọi người được vui. Một câu đó thôi, không có đam anh. Thu chỉ một lần thôi. Rồi để anh coi xem là em vì như thế nào ha. Chúc cho em luôn thành công và được mọi người yêu mến. Dạ cảm ơn anh chị rất là nhiều. Bye bye mọi người nha. Các bạn ơi, đây là Lê Cần nha. Bên đây đây Lê Cần. Trong MV được nhiều phân cảnh không? Trong MV thì em được hai phân cảnh. Phân cảnh thứ nhất đó là giả ra ký diễm nha, hot girl quận Cam nha mọi người nha. Và phân cảnh thứ hai thì cùng với lại Nguyễn Trung với lại Hùng Cường một cái đoạn hát về cái câu đầu của một cái con số lô tô. Câu đó là như thế nào? Câu đó là qua từng số lô tô
của đoàn chúng em đây gửi đến quý vị khán giả yêu mến môn nghệ thuật trò dân gian kêu sáo rao lô tô, mong góp chung sức mình để mọi người được vui. Đó là cái đoạn đầu của ba đứa em hát. À, nghe mới là rất là hấp dẫn, để đón xem thêm là MV của đoàn của tôi Sài Gòn Thiên Thời hôm nay sẽ như thế nào nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dạ rồi, cảm ơn mọi người. Rồi, đây là Hùng Cường, đó ha, chào Hùng Cường. Hello, xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì Hùng Cường cũng như tất cả các thành viên trong đoàn đang có một cái đêm ra mắt MV đầu tay của đoàn với tên là Loco Tân Thời. Hùng Cường có thể tiết lộ một ít cho các bạn biết được là trong cái MV đó thì em đóng vai gì? Dạ, thật sự thì trong MV đó thì em đóng, em chỉ là hát thôi ạ, hát chữ số thôi. Dạ. Có cái câu nào mà có thể hát được cho khán giả không? Dạ vâng, cái câu của em là xin cảm ơn mọi người luôn ủng hộ cho đoàn nha, là con 23. Rồi, chúc cho em luôn thành công ha. Dạ. Rồi, rất là đón xem MV của Sài Gòn Thiên Thời và ủng hộ cho. Dạ vâng ạ, mong là quý vị khán giả hãy luôn ủng hộ cho Hùng Cường nói riêng và đoàn của tôi Sài Gòn Thiên Thời nói chung. Các bạn hãy share thật là nhiều cái kênh của đoàn của tôi Sài Gòn Thiên Thời cũng như là kênh của Sài Gòn Daily nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Các bạn ơi, đây là Thảo Nhiên nè. Xin chào mọi người. Cả nhà nhớ đón xem MV của đoàn tối đêm nay nha. Thảo Nhiên một miếng một tí về vai diễn trong đó đi. Thì Thảo Nhi hát cái khúc mời mọi người đến xem của đoàn, đó là một câu hồ quảng như là vừa có xiết nè, vừa có tấu hề nè, để cho được khán giả mình đón nhận nhiều hơn, được Luto được dương mình bay xa hơn. Rồi hát thử một câu trong đó, hé lộ cho mọi người biết một câu nhạc xíu ha. Ngoài chương trình kêu lô tô rất vui, hiên cài nhớ lửa tiết cùng vui, rồi tấu hề bao vui thả ga, một vị bay xa chỉ còn nụ cười thiệt tươi là còn 20. Rồi mọi người hãy ủng hộ cho ai nè. Rồi mọi người hãy ủng hộ cho đoàn của tôi Sài Gòn Thiên Thời nha. Và ủng hộ cho Thảo Nhi nha. Rồi Thảo Nhi. Rồi, cảm ơn Thảo Nhi. Rồi đây là Gia Kỳ các bạn ơi. Gia Kỳ gửi lời chào đến các bạn. Mình là Gia Kỳ, xin chào tất cả mọi người đang xem cái video clip này nha. Dạ đúng rồi, tại vì là Kỳ cũng có tham gia trong cái clip này với cái vai trò là mic up ở hậu trường thôi, nhưng mà hôm nay rất là vui là đã được xem cái thành phẩm của mình ở trên một cái màn hình lớn như vậy, và cũng hy vọng là những cái sản phẩm của mình lên màn hình thì rất là đẹp và sẽ giúp một phần cho cái thành công của MV của đoàn Sài Gòn Thiên Thời. Dạ không, Kỳ không có đủ sức make up với tất cả mọi người đâu. Tại vì trong cái MV này mọi người có thể thấy là rất là đông. Nó đông gần như là tất cả thành viên trong đoàn luôn. Cho nên là ekip make up thì gồm có tới 4-5 bạn lận. Và hiện tại thì những bạn còn lại thì hình như là chưa tới. Chỉ có mình Kỳ tới rồi thôi. Kỳ ham vui, Kỳ tới trước. Cho nên là tí nữa thì nếu như những đứa mà đứng trong hậu trường như Kỳ nào cũng rất là háo hức để muốn coi cái sản phẩm của mình ở trên màn hình lớn nó như thế nào. Kỳ có đóng vai nào trong đó không? Không có, tại vì là bữa đó là Kỳ bận, cho nên là Kỳ không có thể nào là tham gia được với mọi người từ đầu cho tới cuối được, tại vì là Kỳ bận buổi sáng mà là mọi người đã phải quay những cảnh đầu tiên rồi, là quay từ 6 giờ sáng là mọi người đã chuẩn bị rồi, mà tại Kỳ bận buổi sáng không thể nào quay được, tới trưa 11 mấy 12 giờ thì mới xong, mà Kỳ chạy qua đây thì cũng mọi người make up. Cảm ơn mọi người. Hôm nay thì Kỳ chúc cho nhóm đoàn Sài Gòn Thiên Thời sẽ ra mắt MV thật là thành công và được nhiều sự ủng hộ từ tất cả quý vị khán giả nha. Một lát nữa tay. Lát. Không còn tiền chi tay. Thấy chỉ như những nhà nước này là có người bay đi đâu là có mây. Thấy
Trước tiên cho quý vị cùng theo dõi sự kiện ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, những hàng ghế danh dự đang cùng được đón chờ tất cả các khán giả. Xin được kính mời các khán giả đang còn phía bên ngoài. Chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển về đây để cùng chào đón phút nữa thôi về sự kiện ngày hôm nay. Sự kiện ra mắt MV hoàn toàn mới và vô cùng đặc biệt của đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời sẽ được chính thức bắt đầu. Kính mời quý vị hãy cùng nhau. Chị thấy Lô Tô giờ này như thế nào? Các bạn có vẻ là hiện đại và đẹp hơn. Dạ. Ngay cả cái sức tươi trẻ của các bạn và nhất là Sài Gòn Tân Thời thì là mang một cái hơi thở của thời đại, của những điều mới mà có thể hội nhập hơn với Lô Tô. Và cũng hy vọng là sẽ đưa Lô Tô ra đến nhiều quốc gia hơn nữa trên thế giới để các bạn có thể mang cái gọi là một cái giải trí dân gian của mình hội nhập được các bạn. Cảm ơn chị nhiều.